sao bà lại khóc? Vì bà thấy sao cuộc đời này nhiều chuyện trái ngang quá. Chắc bà lại nhớ bố Nghĩa. Thôi bà đừng buồn nữa, bố sắp về rồi. Ron à, con đáng yêu như vậy mà. Nhưng mà cho dù thế nào thì bà vẫn yêu con, bà vẫn thương con mà. Bà thương con thì bà thương cả mẹ con nữa nhá. Bà ước gì, ước gì như vậy? Bà ước gì bà yêu thương thật lòng. Nhưng chưa chắc Gôn là con của con đâu ạ. Gôn à, bà không muốn làm chuyện này đâu con, nhưng mà buộc bà phải làm. Bà thương con lắm, bà cầu xin trời Phật, con thật sự là cháu ruột của bà.